Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mọi người đều thấy anh này rất là tốt. Thì mọi người cũng bàn vô rất là nhiều quyết định là yêu nhau, nhưng mà trong im lặng. Nói chung là mình rất là khó chịu á. Mời quý vị, chúng ta hãy dành tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ nhất. Đẹp lắm, đẹp. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Vân Vân, Quốc Thuận á. Em tên là Phạm Công Sơn á. Em năm nay, ngày hôm nay là vừa tròn 31 tuổi. Xin lỗi, ngày hôm nay là vừa tròn có nghĩa là hôm nay là sinh nhật. Đúng không? Dạ đúng rồi. Happy birthday. Happy birthday luôn. Quê em là ở Ninh Bình nhưng mà hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh á. Em vô đây cũng từ nhỏ rồi á. Nghề nghiệp của em hiện tại em đang làm IT á, bên lập trình viên á, lập trình website ạ. Rồi, mời vợ của Phạm Quốc Sơn. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả trường quay. Em tên là Mỹ Linh và em đến từ Bến Tre. Em năm nay là 27 tuổi. Rồi, hai em hãy kể cho anh và chị Vân cũng như khán giả được biết là chuyện tình của hai em bắt đầu như thế nào. Chuyện tình của em với vợ em thì bắt đầu ở công ty cũ của em á. Thì lúc đó là em thì đang làm IT ở công ty đó. Còn vợ em thì lúc đó đang vô để xin việc á. Thì cái bàn xin việc, cái bàn của IT của em thì nó đối diện với cái bàn nhau á. Thì em ngồi IT thì có cái màn hình phía trước á. Tính em thì cũng hơi ngại á, không dám nhìn. Thì cái màn hình của mấy cái màn hình máy tính á thì nằm bên này, cái bàn làm việc các bạn ngồi bên này á, thì em cứ nhìn cho màn hình máy tính á, màn hình thì em bật cái màn hình đen một góc á. Cái em nhìn màn đen đó để chiếu được vợ em. Thế là cứ nhìn thôi. Máy tính anh dạ. Dạ đúng rồi, là em cũng không biết gì hết. Sophie á. Rồi sao, lúc đó thì em vô em cứ gặp anh này liền không? Dạ lúc đó em thật sự mà lúc đi phỏng vấn thì em không để ý ai trong đó hết. Kể cả anh này cũng vậy, tại vì lúc em vô thì em cũng hơi run run quá chị. Rồi. Có nghĩa là đơn phương lúc đó là chỉ mình em để ý bạn này thôi. Dạ đúng rồi. Ừ, còn bạn này không hề biết. Dạ đúng rồi. Ôi, rồi bao đến giờ mới biết. Đến lúc nào mới đặt cái màn hình mà tiến thẳng để mà thua người ta. Dạ cũng chưa á. Cái bữa đó thì hơi tuyển cúng từ lúc 2 giờ chiều mà tới 5 giờ mới xong. Em ngồi nhìn cúng 3 tiếng trời đó. À, tới 5 giờ mà lại được lên đó. Không có làm việc gì á, anh ngồi nhìn không vậy á. Ông sao ông kể cho em nghe vậy á. Lúc đó là em chưa hề có bạn gái, chưa có một mối tình. Dạ đúng rồi. À, không có mối tình rồi ạ. Nhưng mà đã xong rồi. Dạ xong rồi ạ. À, còn em thì lúc đó dạ, em trong tình trạng như thế nào? Em đang có bạn trai. Dạ. Không biết đó là trời định hay sao, nhưng mà tự nhiên là lúc mà em vô công ty này thì thật sự là em và bạn người bạn trai cũ đã có rất là nhiều mâu thuẫn với nhau ngay từ trước đó. Thì hai người cũng nhiều lần chia tay nhưng mà cũng giống như là kiểu dây dưa. Dạ đúng rồi. Mới chia tay bộ thì mình rất là buồn á, thì anh này xuất hiện. Dạ đúng rồi. Anh xuất hiện anh làm gì? Dạ thật sự là tại vì lúc mà em chia tay bộ xong là em rất là buồn mà cả công ty cũng biết nữa. Cái ảnh là ảnh quan tâm nhiều lắm. Ăn uống ngủ nghỉ bất kỳ cái chuyện gì trong công ty, tại vì công ty em ăn uống ngủ nghỉ. Ủa ngủ là quan tâm thì sao? Dạ là ngủ là ngồi cầm đi quạt quạt rồi đó. Dạ. Là gãy đầu đúng không? Dạ thì ngày xưa là công ty em á là mọi người ăn cơm chung, có nghĩa là có sẽ có đầu bếp nấu, xong rồi có chị nấu á, xong rồi mọi người sẽ bày ra cơm ra ăn cơm chung trưa xong rồi mới đi ngủ. Thì em là người rất là ham ngủ, cực kỳ ham ngủ luôn. Nên là em hay hay cái vụ mà không ăn cơm mà đi ngủ xong rồi dậy mới ăn cơm. Em ham ngủ vậy á, cái xong rồi chồng em sẽ múc cơm, múc đồ ăn, múc canh để sẵn lên bàn của em là để chừa cái phần đó cho em để em dậy em ăn. Những cái mà nhỏ nhặt á, mình thấy người ta rất là chân thành, mà anh này ảnh nói chuyện hay là trước công ty á, mọi người đều thấy là anh này rất là tốt. Thì mọi người cũng bàn vô rất là nhiều, thế là em cũng thời gian sau thì em hai đứa quyết định là yêu nhau, nhưng mà trong im lặng, là mất không có ai trong công ty biết hết. Rồi anh hỏi luôn là ảnh có chia sẻ với em những cái công việc mà được cấp trên giao cho không? Dạ có, thì tại thường đã nói là giúp mình là phải giúp luôn cả công việc chứ đúng không? Dạ đúng rồi, thì ảnh cũng chia sẻ với em có nhiều cái bên đó em làm á, cũng tại vì lúc đó em cũng mới ra trường 1-2 năm á, nên chưa có kinh nghiệm nhiều, thì em làm thường sếp nói em không có hiểu, cái em cũng dạ, cái xong anh này giải thích lại. Đối với ảnh thì em học ngân hàng ra, nên là ảnh rất là muốn em đi làm ngân hàng. Nên chính vì vậy là ảnh khuyên em là nên qua cái chuyên ngành của mình học á. Tới là sau mấy tháng làm việc ở đó, thì em thấy nó cũng không phù hợp vị trí đó với em, nên là em quyết định là nghe lời ảnh. Tại là trước em không thích làm ngân hàng, sau đó là em vô ngân hàng làm. Vợ em thì giờ nói mà thích cái việc gì thì em không biết mình thích cái công việc gì á. Nhưng mà đối với em thì em luôn nói với em một điều á, cái tất cả công việc mình thích không phải là tự nhiên mình nhìn nó mình thích liền á, mình phải tiếp xúc nó, mình phải làm nó, mình mới biết mình có thích nó thật sự hay không. Nên em mới quyết định cho vợ em nghỉ. Cảm kích đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà anh chị không biết đâu, lúc mà em ngân hàng làm là nó còn sóng gió hơn nữa. Kể cho anh nghe những kỷ niệm gì mà đáng nhớ. Sau khi em vô làm ngân hàng á, rất là
rất là mắc cười đó, là em lại làm đúng là mấy cái người bạn trai cũ của em. Wow, lúc đó sao? Là em lại làm đúng cái công việc là hỗ trợ cho cái bạn đó luôn. Hỗ trợ cho đúng cái phòng của bạn đó. Có nghĩa là có tới 10 phòng lận. Nhưng mà em lại hỗ trợ đúng cái phòng của bạn đó. Và em cũng hay khóc, cũng có nghĩa là có nhiều chuyện xong cũng khóc này kia. Và cũng tâm sự với chồng. Nhưng mà chồng chưa bao giờ một lần nào mà nói với em là ừ em như thế này, em như thế kia, hay là trách cứ em này cả. Không bao giờ chồng em nói vậy hết, chồng em chia sẻ. Lúc đó là thực sự trong lòng em không có lo sợ gì hết hả? Lúc đầu thì em cũng nghĩ là thì thôi, cái đó giống như một định mệnh á. Tại vì mỗi lần vợ em gặp bạn đó một lần vợ em đều khóc hết á. Để về kể em nói chung là mình rất là khó chịu á. Thường sao lại cứ mỗi lần gặp bạn trai cũ về lại khóc á. Thì em cũng rất là buồn điều đó. Nên em quyết định là thôi cứ để cho vợ làm ở ngay cái vị trí đó luôn. Hỗ trợ bạn ấy luôn. Giống như là cứ cặp riết rồi khóc riết rồi nó sẽ hết thôi. Nó giống như một bài thuốc thử cho tình yêu của hai đứa rồi đó. Cái bạn kia lúc mà bạn gặp em ở đó thì bạn có muốn nối lại không? Dạ bạn đó cũng có bạn gái rồi chị. Nên là tụi em cũng không có cái gì vượt ngoài giới hạn hết. Bao lâu thì hai bạn mới chính thức là cưới nhau? Dạ sau đó là tới tháng 3 năm rồi là tụi em đám hỏi. Xong rồi 6-7 tháng sau tụi em đám cưới. Thì em cưới được 6 tháng nữa anh. Anh nhìn chồng em, anh nghĩ là chồng em là tiếp người rất là lãng mạn đúng không? Dạ, cho nên chắc chắn sẽ có một màn cầu hôn rất lãng mạn. Không anh đừng có đụng vô nỗi đau của em. Mình hỏi quá ra là mình hại người ta. Anh chưa thấy cái vụ cầu hôn mà chỉ có nước mắt thôi chứ không có gì nữa hết anh. Có nghĩa là cảm động mà. Dạ không, bạn bè quá cảm động đúng không? Không anh, nước mắt của bực bội, tức tối, đau khổ. Giờ mọi người muốn nghe không à? Rồi. Hôm đó là ngày 14 tháng 2 là tụi em đã quyết định là đến đám hỏi rồi. Xong rồi tụi chồng em mới cầu hôn. Thì cầu hôn ngày hôm đó là em đi làm về trễ lắm, 7 giờ mấy em mới ra. Thì về á là em nghĩ, em không nghĩ gì là bữa đó sẽ cầu hôn đâu. Em nghĩ là hôm đó là chồng em sẽ chở em đi ăn. Tại vì thường chồng em mới tặng quà lắm chị. Tặng là cũng ít lắm. Cái là chở em đi ăn uống hay là gì đó. Tiện cái bữa đó chở ra công viên ngồi. Cái mình cũng thấy là lạ, mình nghĩ ồ chắc thôi ra công viên ngồi chơi cũng được, một xíu đi ăn. Cái ông ở xong cái ông ngồi, em ngồi kế bên vậy nè. Xong cái ông đưa cái nhẫn đeo tay em. Xong cái mở cốp xe ra lấy bó hoa đưa cho em hết. Rồi tới là em khóc luôn. Em ngồi em khóc một hơi, xong mà ông dỗ mà em cũng không nín luôn. Mà bi kịch cái là cô này cô khóc, ông kia ông tưởng là cô cảm động mới ghê. Đúng không? Ủa em thì hỏi em nè, khi mà bạn vợ khóc á thì bản thân em có buồn không? Em có bị, em cũng bị sốc ngược lại không? Dạ có, tuy em không làm lãng mạn nhưng mà em dùng tất cả tình cảm của em vô đó. Chân thật nhất. Em chân thực em nói rồi em trao cho vợ em á. Chỉ cần vợ em gì một cái lãng mạn của em có nghĩa là khi mà trao á là rất là nhiều người mà thấy nó gọi lãng mạn, nhưng mà đối với em á cái sự âm thầm của mình á, mình làm cho vợ mình á, cái đó đối với em đó chính là sự lãng mạn á. Không phải đâu chị, em á là em thích ổng quỳ xuống thôi à, nhưng mà ổng không quỳ. Bây giờ em có muốn anh ấy cầu hôn lại không? Chào Công Sơn. Dạ được rồi. Ok. Em làm vợ anh nha. Đeo lộn tay. Đó thỏa mãn chưa? Thỏa mãn chưa nè. Dễ thương quá trời. Như chồng hơi chiều vợ đúng không? Vợ hay nhõng nhẽo lắm đúng không? À, dạ đúng rồi á. Rồi 6 tháng qua ở chung với nhau, em thấy chồng em có tật xấu gì lòi ra không? Mới đây thôi là em phát hiện ra là một tật, không phải tật nữa mà là một tin động trời. Ổng dám lập quỹ đen. Chính. Trời ơi. Nên là không kỳ á, là tại vì từ đó giờ á là trước khi cưới thì tiền ai nấy giữ, nhưng mà bây giờ cũng biết chút chút thôi chứ em không quản lý. Cái xong mà cưới nhau về thì bây giờ hai vợ chồng mà kinh doanh á, nên bắt đầu dồn tiền hết để kinh doanh, thì tiền sẽ là do em quản lý. Rồi em thường là em phải cho chồng em khoảng 500 bỏ dần bớt. Cái hôm đó là em đi mua đồ mà em hết tiền lẻ rồi, không có tiền lẻ nữa. Cái em mới không nghĩ gì hết, mình lật bóp ra mình coi để mình lấy tiền lẻ mình đi mua đường thôi. Phát hiện. Dạ một đống tiền trong đó. Cái mà một đống là cũng mấy triệu á. Cái em đi bình tĩnh lắm, em đi xuống lầu em hỏi chồng em. Cái em ngồi xuống, cái chồng em đang ngồi làm việc vậy nè. Em hỏi anh trong bóp anh sao có nhiều tiền quá vậy? Cái em hỏi xong cái chồng em kêu gì? Vợ lột chồng bóp của chồng hả? Kêu không có, vợ mới mở ra lấy tiền mà nó nhiều quá nên vợ hỏi thôi. Cái chồng em chạy tông chạy lên lầu, vô cái phòng của vợ chồng em á, lật cái bóp giấu. Cái em thấy cái chổi vô. Em cầm cái chổi vô, tại lúc đó bố mẹ không có nhà. Em cầm cái chổi vô em kêu nằm xuống, bây giờ tiền này ở đâu có? Cái xong là chồng em mới kêu là tiền của chồng. Cái vợ kêu, cái em mới hỏi là tiền này biết tiền của chồng mà tiền ở đâu có? Cái chồng em mới kêu là tiền cái forum ATC của chồng á.
cái em mới nói là ủa sao tiền nó không chuyển vào tài khoản của vợ, tại bình thường tất cả những khoản đó là sẽ chuyển vào tài khoản của em hết. Chồng em là không có tài khoản nha, em không có cho, không có tài khoản gì hết trơn, không có ngân hàng nào hết trơn. Bi kịch quá. Thế sau là em mới hỏi chồng em một hồi, là chồng em mới nói là gửi qua tài khoản của bạn xong rồi bạn đưa lại. Bi kịch quá, thế quá rồi em, cuộc đời em sao bi đát quá vậy hả? Cho em biện hộ cái cưới đen đó một xíu á. Rồi nói đi. Tại cái cưới đen của em làm cái đó để, nói chung em là dân công nghệ mà, để em nói chung là em mở mang kiến thức của mình, nhưng mà có nghĩa là cứ mua mấy cái đúng rồi. Làm gì của mình á, thì nói chung là mỗi lần xin tiền của họ những cái đó thì kinh doanh mà mình cứ lấy tiền nó ra thì không được á. Thì em muốn làm một cưới đen, đó là cưới đen đó cũng không dính tiền, nó không dính dáng tới vợ mình mà tự cái em đầu tư từ trước nó sinh ra thôi, một chút chút thôi, để em đầu tư kiến thức mình, cái nuôi kiến thức đó của mình á, để mình nâng cao kiến thức thôi, chứ không phải cưới đen gì hết. Thôi vợ em có những tật xấu gì đáng yêu? Dạ thì vợ em á, thì lúc mà mới quen á thì cũng mình cũng nghĩ là thì ngày xưa vợ mà mình đi làm trễ á, thì vợ mình hơi mệt này nọ thì mình làm phụ của mình. Ngày xưa vợ em ở trọ á, thì em cũng làm phụ của em, nhưng mà khi về nhà thì em phát hiện là trời ơi, nhìn vậy chứ làm biếng á, nói chung là làm biếng mà còn ham ngủ nữa. Ham ngủ là biết từ trước rồi mà, chứ không phải mới đây đâu. Thì cứ tưởng đi làm mệt quá thì ham ngủ, thì nhưng mà không ngờ thời gian ngủ một ngày dù ngủ 10 tiếng, 12 tiếng là ngủ rồi, ngủ tới chiều cũng được đó. Rất là ham ngủ á. Còn hỏi xíu tế nhị nha. Dạ. Ví dụ có những lúc mà nó cái nào hai chồng chuẩn bị hành động thì quán ngủ không? Dạ cũng có. Hả? Ví dụ miếng cho anh nghe đi, miếng đây. Dạ ví dụ như hai người đang ca hứng này nọ thì tự nhiên nếu như mình giỡn giỡn nhau để có thấy thôi, để có hứng thôi, tự nhiên vậy em mệt rồi nằm nanh ngủ, trời ơi, em để em bơ vơ rồi đó. Trời thương quá, thương quá. Nhưng mà cái đó là ngủ hạ ý thức hay là cố tình làm vậy để cho ảnh gọi là điên rồ lên xong rồi nằm lăn ra ngủ cố tình? Cũng có khi cố tình đó chị, cũng có khi là em cố tình làm vậy, tại nhiều khi em thấy mà thiệt khuya, tại ông em làm cho bỏ tật á, tại nhiều khi thức khuya hoài em kêu á bây giờ làm sớm thì mới cho làm, còn làm trễ là không cho làm. Mà ổng cứ thức khuya nên em đang muốn cho ổng ngủ sớm á, ý là em lại muốn cho ổng ngủ sớm. Hôm nay hiểu chưa? Hiểu chưa? Dạ. Thấy cái giá trị của chương trình Vợ Chồng Son chưa? Rồi bây giờ em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Dạ thì em mong muốn vợ em là nói chung là không phải siêng năng hơn, mà nói chung đẩy trong công việc á, ăn cơm xong á, chén bát á mình phải dọn dẹp, mình rửa xong hết á, rồi mình làm gì mình làm, hoặc mình nghỉ ngơi cho khỏe. Vợ em thì cứ ăn cơm xong là chén bát rồi để đó, có nghĩa là tối nếu mình không ăn, mình ra ngoài tiệm hay mình ăn cơm ngoài thì cứ để đó. Nói chung là khi nào mà mình ăn quay ngược lại cái dòng đó nữa thì vợ em mới rửa lại cái của em trước. Em thì em không thích như vậy. Rồi còn bên em thì muốn anh ấy thay đổi điều gì? Đối với em á thì thật sự là hiện tại á em cảm thấy là cưới được chồng em đó là phúc phần của em rồi. Hồi nãy thì chồng em có một cái hành động phải nói là rất là bất ngờ, đó chính là quỳ xuống cầu hôn với em. Dạ. Thế thì hôm nay nhân cơ không biết là em có điều gì đó đặc biệt dành cho anh ấy không? Dạ thì hôm nay là sinh nhật của anh. Sinh nhật của chồng em, em cũng có một món quà nhỏ dành cho chồng em, em đã chuẩn bị trước. Dạ đây là món quà em tặng cho chồng em là một cây bút. Thì em rất là hy vọng là vợ chồng sẽ dùng cái bút này để ký tên giấy khai sinh cho con của tụi em. Dạ là em mong là chồng tuổi mới sẽ thành công nhiều hơn và yêu thương vợ nhiều hơn. Anh xin chúc cho hai vợ chồng em ha, sẽ luôn luôn vui vẻ, thuận thảo và hiểu ý nhau. Và trong năm sau sẽ có một thiên thần khấu khỉnh mạnh khỏe xuất hiện trong gia đình. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, xin chào hai em. Dạ, chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ. Happy birthday. Dạ, cảm ơn chị. Khi gặp vợ em thì gặp nhau từ ánh mắt đầu tiên. Tại em còn hơn nơi trai. Nhưng mà lúc đó thì chưa ấn tượng nhiều. Tại vì dưới hồ bơi có anh mẹ to gấp đôi là nảnh. Mời quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Anh nhớ. Chào hai em. Dạ anh chào anh Quốc Thịnh. Dạ, chị mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Minh Nhật. Em nguyên quán em ở Đồng Nai. Hiện tại em đang công tác và việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh em
Em tên là Thu Thảo, em 26 tuổi, thì em đến từ Lâm Đồng. Hai em quen nhau như thế nào? Chuyện tình ra sao? Từ bắt đầu là lúc cách đây khoảng tầm hơn 2 năm. Thì bắt đầu lần đầu tiên vợ chồng em gặp nhau là em lúc đó em còn làm ở hồ bơi. Em huấn luyện viên bơi hồi trước. Thì vợ em là khách bơi. À, khách bơi. Dạ. Thì cũng em làm đó cũng lâu á, cũng nửa năm rồi mà vẫn chưa thấy ai. Từ khi gặp vợ em, gặp nhau từ ánh mắt đầu tiên là vợ em bước từ ngoài bước vô là em thấy để ý từ đó. Ủa sao lạ vậy ta? Tại vì huấn luyện viên ở hồ bơi á, là một ngày tiếp xúc biết bao nhiêu người bơi. Thế mà lại... em nên là em không có tin. Làm cả nửa năm mà không ấn tượng ai hết. Chẳng lẽ cái hồ bơi đó toàn đàn ông đi bơi? Dạ. Thế thì cái ấn tượng tại sao vợ em lại tạo một ấn tượng khủng khiếp vậy đối với em? Em thấy nhìn khuôn mặt thì cảm giác quen thuộc từ lâu. Trong là tiềm mình... thức. Dạ đúng rồi, như dạng như vậy đó. Nhưng mà em vô thì là em có gặp, có nghĩa là hai người có giáp mí nhau không? Có gặp dạ có không? Hôm nay em đi bơi với hai đứa bạn. Em hiện từ quận 7 mà bơi là bơi ở Thủ Đức. Em lo toan chạy vô thì thấy anh này ngồi xếp vé này cũng... Tại em hồi đó em mê trai. Có phức mật. Chứ trai mà đẹp một xíu thì sẽ đập vào mắt em. Ừ. Đó, nên là vô thấy anh này ngồi xách vé cũng được. Thôi. Tươi đúng không? Ừ. Dạ. Kém vô em thay đồ. Em đi ra. Ra thì xách vé xong đưa anh rồi cũng ngại ngùng một xíu. Xong xuống thì mấy bạn đang đợi dưới thì cũng có trêu em. Hồi này nhiều giai đẹp lắm mày ơi. Hồi này nhiều giai đẹp lắm mày ơi. Dạ. Lúc đó em nhìn ảnh thì sao? Cũng mê. Nhưng mà lúc đó thì chưa ấn tượng nhiều. Tại vì dưới hồ bơi có anh nữa to gấp đôi lần ảnh. À. Rồi tới khi nào hai bạn mới bắt đầu trò chuyện và tiến tới với nhau? Thì sau đó khoảng một tuần thì giờ em trùng chủ nhật thì giờ em đi bơi lại. Ừ. Thì đó thì đáng lẽ hôm đó là ngày em nghỉ nhưng mà cảm giác làm sao tự nhiên mình lại xuất hiện mình đi làm. Ừ. Dạ. Hiến đó em. Dạ. Hiến đó. Ừ. Thì hôm đó thì gặp em là còn lại giờ em thì hôm nay quyết định là phải kiếm cách để tiếp cận. Và lấy thông tin của nhau. Ừ. Dạ. Mọi người thấy không, cái gì nó cũng có cái sự khiến xui hết. Bữa đó mà ông nghĩ là biết đâu chừng chồng của cô này là ông muốn liên duyên khác. Rồi sau đó hai người đến với nhau như thế nào? Thì anh xin số thoại của em mà thông qua một cái anh bảo vệ giữ xe. Ban đầu em cũng nghi là anh này rồi. Bởi vì trong quá trình em đi bơi thì thế anh này để ý thả thính em các thứ. Đó. Em tưởng là không cho số điện thoại đâu. Là bởi vì em nghĩ là tại em đang có kế hoạch là đi ra Hà Nội sống. Và ra có thay đổi môi trường sống, làm việc ngoài đó. Cái kêu thôi thì thôi cho số điện thoại đi quên chơi. Thì trong quá trình đó thì anh từ quận 7, từ Thủ Đức qua quận 7 cứ chở em đi ăn đi chơi vậy đó, vui vậy đó. Nhưng sau thì có tình cảm với nhau rồi bỏ định đi Hà Nội luôn. Dạ. Rồi anh hỏi nha, chồng em nè, nhìn rất phong độ phải không? Sáu múi cỡ này mặt cũng tươi tắn vậy đúng không thưa quý vị? Chắc chắn một điều là em rất ghen đúng không? Em cũng có ghen nhưng mà trước em cũng có ghen, tức là anh ghen nữa hả? Anh ghen hơn em rất nhiều lần. Vậy. Là từ lúc quen nhau là anh ghen dữ lắm. Ví dụ như trong hồ bơi, cái hồ bơi đó có một anh body to gấp đôi lần ảnh. Thì em đi bơi, bạn bè em trêu em với cái anh đó. Thì anh này lúc mà quen nhau rồi á thì đến hồ bơi em hay ngồi cùng với ảnh ngồi soát vé. Thấy em biết ảnh nó ghen rồi, thế là em đi vô trong phòng nhân viên em ngồi. Đấy thì ảnh mới bắt đầu vô nói với em là em ơi đi ra đi kìa, người ta hỏi thăm em kìa đó. Xong rồi em kêu là không ra đâu, kiểu em tức tối em ngồi em la hết ở trong á. Anh đi ra không biết anh làm sao mà anh cái anh bự con đó sao phải không ghé hồ bơi nữa. Không ghé hồ bơi. Nhưng mà cái anh đó là khách hay là anh đó là huấn luyện? Dạ là khách. Anh là khách. Dạ. Ủa em ra em làm gì mà tao không ghé hồ bơi như vậy? Thì em bơi gì hơn thôi, em đứng trên bờ em ngắm. Dòm tia. Em tia hoài khỏi bơi, bơi đâu được. Người ngắm chứ sao bơi, em ngồi em nhìn hoài đó. Mà em chỉ ngồi em ngắm thôi. Dạ em thì đi lui tới ổng đi đâu em đi theo đó vậy đó. Ờ em đi theo đó. Bơi lên em đi lên em còn bơi. Mà cái đôi mắt của em là hình cái gì? Dạ hình chắc phải viên đàn. Hình viên đàn mà ổng kêu ổng nhìn ra là hình trái tim. Hiểu không? Dạ ổng tự ổng mến. Cái cơn ghen của anh ấy có cái gì gọi là nó còn nặng đô hơn nữa không? Thì trong quá trình quen nhau đó nữa, sau khi sau một tuần mình đến với nhau á thì anh ghen với tất cả mọi người xung quanh em, bạn bè em, những em bé nhỏ tuổi hơn nữa, nhỏ hơn 4 năm tuổi cũng ghen nữa. Trời ơi. Dạ. Nói chung anh hỏi là ví dụ như đàn ông mà nhìn em anh có ghen không? Có. Có gì để biết không? Đúng rồi. Sai phục mất. Nhìn dân nha. Đúng không? Đúng không? Kỳ. Nhưng mà sao mà em ghen dữ vậy? Nói gì nghe coi. À, không chắc là bị cuồng chị. Cuồng yêu sao? Ghen vợ quá. Quá đúng không? Ghen vợ quá.
Thì cảm giác như mình lúc đó, tại vì thời gian đó là em nghỉ làm ở dưới hồ. Em ở nhà em kinh doanh, tự kinh doanh. Thì nói chung là thời gian rảnh em rất nhiều. Thì giờ em đi làm thì tiếp xúc với nhiều người hay này kia, thì đôi khi tâm trạng mình cảm thấy lo lắng. Và người ta ở ngoài người ta đang hơn mình rất là nhiều thứ. Tức là lúc nào cảm giác là mình sẽ bị mất vợ. Dạ đúng không? Rồi. Anh hỏi em nè, có bao giờ mà anh ấy ghen mà anh ấy áp lực lên em không? Có. Dọa. Có. Thí dụ là cái có lần ghen với một cậu học sinh đăng ký bằng lái. Trời, một cậu học sinh. Học sinh thôi chứ lớn anh. Nhưng mà thằng nhóc đó thì to con hơn anh này. Đó, thì nó chạy mô tô thi như A2 sao á. Cái nhóc đó hay nhắn tin cho em, kiểu chị em á. Vậy mà anh này cũng ghen, lôi ra cãi nhau. Ở trong nhà cãi thì sợ mẹ của anh nghe thấy, thế bắt đầu lôi ra ngoài sân. Ngồi đứa cãi. Cãi mà phải cãi nhỏ thôi, không cho hàng xóm nghe. Em thì muốn cãi nhỏ thôi mà anh cứ anh này anh tức lên rồi sao? Anh có thể hiện không? Có tát mà tao không? Dạ không, anh này không đánh em. Chỉ có đúng một lần là lôi vào trong nhà cãi nhau trong cái phòng rồi. Xong rồi em khóa cửa lại rồi, kiểu là em không còn gì để nói nữa. Thì nhà xuống bếp còn lấy con dao. Cái hàng khóa cửa lao cọc rồi. Em giống như trong phim kinh dị á. Anh lấy chìa khóa ở đâu anh mở được, cái anh đi vô. Kêu chết rồi. Xong rồi anh đưa dao rồi. Cái gì mày gì gì em không nhớ. Nhưng mà kiểu đe dọa. Cái em nghĩ thôi thì chết thì cũng chết thôi, mày đâm ra đi. Đó. Cái như vậy. Còn cuối cùng sao? Không, cuối cùng anh buông dao, anh thua em rồi. Phải là cố tình lấy dao. Tại em muốn nói chuyện cho hết cho xong. Bây giờ em thì im. Mà khóa cửa trái phòng lại thì em phải lên lấy dao. Thì Lan nhỏ lắm rồi em mở cửa phòng. À, ông lấy cái dao, ông cậy cửa. Cậy cửa. Thì cậy cửa thì vô được trong đó. Thì giờ em cầm dao. Hôm qua cái miệng cô này là cầm cái dao lên hăm dọa. Rồi sau khi tụi em cưới nhau được bao nhiêu lâu? 6 tháng à? Dạ, 6 tháng. 6 tháng. Ngoài cái thật xấu là ghen ra thì anh còn thật xấu nữa không? Không kiên định lắm. Tại vì ví dụ như một trong công việc có hai đứa mà có ý kiến á, thảo luận với nhau, em đưa ra ý kiến thì anh lại phản bác. Mà còn em hỏi ý kiến của anh á thì anh lại không ra được ý kiến. Không tìm được điểm chung chứ. Còn gì nữa? Cái đó là thôi. Hết rồi. Dạ. Giờ tới em đó, giờ em có thật xấu gì không? Giờ em thì còn mùi cái là bắt đầu giờ ghen ngược lại. Ví dụ như ra đường, con gái, bắt bạn gái đi ngang đi về nhiều mà vô tình em đưa mắt em nhìn thôi. Xẹt lên mắt em kia, nhìn gái, rồi bắt đầu ghen. Thì lúc em lướt lên là thì cô gái nào mặc bikini chụp hình là hỏi ai đây, ai vậy, kết bạn khi nào, tìm nguyên nhân rồi sao không lóc đi. Không lóc đi. Xong cái đề đấy là để bắt đầu cãi qua cãi lại, bắt đầu em khùng nữa điên, bắt đầu giận nhau. Rồi. Tức là xâm phạm đời tư cá nhân nha. Rồi bây giờ em đi. Dạ. Em mong muốn là em xã của mình thay đổi điều gì? Thì em chỉ mong vợ em là nói chung ghen thì vẫn muốn ghen. Ghen biết tiền tội yêu mình. Nhưng mà chị là đúng, ghen đúng. Tại vì bên ngoài em rất là thương vợ, em không bao giờ làm việc gì sai trái vợ em. Đó. Thứ hai là bớt càm ràm. Lúc mà em đang gặp stress này thì này kia thì vợ em cũng không hiểu là lúc em đang bực bội khó chịu người công việc cứ càm ràm miết thì cảm giác em bực bội thế. Thành ra hai bên chuyên gia cãi lộn nhau vì những vấn đề như vậy. Em mong muốn người ấy thay đổi điều gì? Hồi trước anh hay ghen thì em muốn anh bớt ghen, nhưng bây giờ hết rồi, đỡ rồi. Thì bây giờ anh là nóng tính thôi. Vừa rồi hai đứa mới đập xong hai cái điện thoại xong. Mới đập xong hai điện thoại? Dạ. Mà chuyện đó là chuyện công việc hay là chuyện ghen tu? Chuyện ghen tu. Chuyện ghen tu. Chồng thì bớt ghen rồi đúng không? Rồi bây giờ qua tới vợ. Dạ. Bây giờ em đã hiểu được cảm xúc của vợ em hồi đó chưa? Lúc mà khi em đang cuồng ghen á. Dạ cũng tương đối hiểu rồi chị. Hiểu thiệt không? Nên hỏi thiệt. Nói với vợ đi là anh hiểu chưa? Thì trong chương trình này anh cũng hiểu lúc trước tương đối anh cũng sai. Ghen em nhiều quá làm em cũng khó xử trong quan hệ và bạn bè rồi cũng như công việc. Đó thì bây giờ là chồng đã xác nhận là chồng hiểu rồi, giờ không cần thử nữa đâu. Thì còn lại là cái vấn đề đúng là mày tao thì em mỗi lần nghe mày tao em có đã không? Dạ, nghe khó chịu không chị? Khó chịu không? Em nói cái chuyện gì con gái nói chuyện nét ấy. Nhưng mà còn ngày xưa lúc em nói là lúc mà hai đứa nói mày tao thì em có thích không? Em thấy thoải mái. Đó thấy chưa, bây giờ nó chinh nhau có cái vụ tức là chị vợ đó thì chị vợ lúc gây lộn nói mày tao chị vợ mới đã, còn anh chồng thì là không thích cái mức nết đó. Bây giờ làm sao ta? Bây giờ ai sẽ là người thay đổi ta? Dạ em sẽ cố gắng. Thôi hai đứa tự thì thầm hứa với nhau đi. Chúng tôi không nhìn đâu. Em sẽ bớt xưng mày tao. Chị bớt đi bỏ. Không bớt đi bỏ.
hứa với mày tao sẽ bớt kêu mày tao. Thôi, hy vọng rằng là tốt. Khi mà bớt được rồi là sẽ bỏ luôn. Chúc hai em hạnh phúc và vui vẻ và mau chóng đừng bao giờ có cái từ mày tao xuất hiện trong gia đình nữa. Dạ. Xin chào em ơi.